Ok rồi, như vậy là đơn hàng của Giang đã hoàn tất này. Như vậy là Giang đã bán thành công là 9.644 U và Giang đã nhận đủ là 250 triệu rồi nha. Ok hello, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh Tutor Hoàng và Giang. Và mình là Giang. Trong video này thì Giang sẽ rút tiền, rút 10.000 đô tương đương với tầm khoảng là 250 triệu Việt Nam đồng thu nhập thụ động từ Affiliate, tức là tiếp thị liên kết, giao dịch Binh X về tài khoản ngân hàng của Giang. Và nếu em nào là người mới bắt đầu ấy mà chưa biết cách kiếm tiền, cũng như chưa biết cách sử dụng giao dịch Binh X thì Giang cũng để dưới phần mô tả của video, cũng như phần bình luận đầu tiên được ghi ở dưới video ấy. Hoặc là anh em có thể là truy cập vào đường link là hoangvangiang.com/binhxvideo để có thể là xem full toàn bộ sơ video này nhá. Từ cách Giang hướng dẫn chúng ta đăng ký tài khoản cho đến là cách xác minh danh tính KC, rồi cách nạp rút tiền hay là cách chúng ta mua bán giao dịch trên sàn BNX này, chi tiết từng bước từ A đến Z. Và như ở trong hai video trước ấy thì Giang cũng đã rút 100 triệu này và 200 triệu thu nhập thụ động từ Affiliate Sàn Mỹ của Giang về tài khoản ngân hàng của Giang rồi nhá. Anh em nào chưa xem hai video này ấy, thì em có thể là truy cập vào link search video ở dưới phần mô tả của video để có thể là xem hai video này nhá. Rồi như đây thì em có thể là quan sát thấy này, các đơn hàng mà rút tiền ấy Giang đã hoàn thành này. Như là lần gần đây nhất Giang rút tiền là 7.748 U này, tương đương với là 200 triệu Việt Nam đồng nhá. Rồi một lần khác là 4.000 U này, tương đương với là 101.024.000 Việt Nam đồng này. Và một số lần khác nữa này, đó 9 triệu 3 này, rồi 4 triệu này, 2 triệu rưỡi này. Rồi có lần là 17 triệu 7 này. Anh em có thể là quan sát thấy nhá. Và như đầu video Giang chia sẻ là trong video này thì Giang sẽ rút là 10.000 đô, tương đương với tầm khoảng là 250.000 Việt Nam đồng nhá. Ok, để rút tiền từ sàn Binh X về tài khoản ngân hàng ấy thì ở giao diện trang chủ của sàn Binh X này, anh em sẽ nhấn mục mua crypto cho ra nha. Sau đó chọn là giao dịch PP này. Thì PP viết tắt là peer to peer, tức là giao dịch giữa người bán và người mua đấy. Đó, đây thì em sẽ chọn là giao dịch PP, chọn là bán để rút tiền này. Và ở đây thì Giang sẽ bán là 10.000 U, tương đương với tầm khoảng là 250.000 Việt Nam đồng nha. Nhấn tìm kiếm này. Lúc này thì sẽ lên tất cả các đối tác đáp ứng yêu cầu của anh em nha. Và ở đây thì em sẽ quan tâm cho Giang này là đối tác nào ấy có tích như này này, thư nhân này đã được Binh X xác minh này, thì em sẽ ưu tiên giao dịch cho Giang nha. Đó, còn đối tác này chưa có tích thì chúng ta sẽ giao dịch sau này. Rồi ngoài ra anh em sẽ quan tâm cho Giang là tổng số lệnh mà thư nhân đó đã giao dịch trong vòng 1 tháng qua này. Như thư nhân này thì trong vòng 1 tháng đã giao dịch lên tới là 11.213 lệnh này. Kế tiếp là giá trên 1 USDT nha. Thì khi chúng ta rút tiền, tức là bán crypto đấy, trên sàn Mỹ sẽ tự động sắp xếp các đối tác có giá bán cao nhất ở trên cùng này. Rồi kế tiếp là các đối tác thư nhân có giá bán thấp hơn ha. Tiếp theo bên phải thì sẽ là số tiền tối đa anh em có thể là giao dịch này. Bên dưới thì sẽ là khoảng tiền giao dịch này. Cuối cùng là phương thức hình thức thanh toán nha. Ngoài ra anh em có thể là nhấn trực tiếp vào thư nhân đó để chúng ta có thể là xem các thông tin, thông số, dữ liệu chi tiết này. Như là tổng số giao dịch trong vòng 1 tháng qua này, rồi tổng số giao dịch từ trước đến nay này, cũng như là tổng số lệnh mua này, tổng số lệnh bán này, rồi thời gian giao trung bình này. Và kế tiếp ý, anh em cũng đặc biệt quan tâm cho Giang nhé. Khi chúng ta rút tiền, tức là bán crypto ấy, thì chúng ta sẽ cần quan tâm là thời gian thanh toán trung bình này. Thời gian thanh toán này càng thấp thì càng tốt ha. Kế tiếp là tổng số đối tác giao dịch này, cũng như là khối lượng giao dịch trong vòng 1 tháng qua nha. Tiếp theo là các quảng cáo online mà thư nhân này đang mua hoặc bán nha. Cuối cùng là lịch sử giao dịch giữa anh em và thư nhân đó này. Rồi như ở đây thì Giang sẽ giao dịch với thư nhân. Thư nhân này nha. Có thời gian thanh toán trung bình này chỉ là 5 phút 02 giây này. Ok, để rút tiền ấy thì em sẽ nhấn vào nút bán UT ở góc bên phải cho ra nha. Lúc này thì sẽ lên một giao diện như này.
Đầu tiên thì em sẽ chọn cho Giang là phương thức hình thức thanh toán này. Giang sẽ chọn là chuyển khoản ngân hàng này. Sau đó Giang sẽ chọn là số tài khoản mà Giang sẽ nhận tiền ha. Kế tiếp thì em sẽ nhập số tiền anh em muốn bán nha. Ở đây thì Giang sẽ bán là 10.000 U này. Và thư như này ấy, giao dịch tối đa là 250 triệu này, tương đương với là 9.644 U nha. Và với 9.644 UST ấy, và giá bán trên mỗi 1 UST là 25.922 đồng này, thì Giang sẽ nhận được là 250 triệu Việt Nam đồng nha. Cuối cùng nhấn vào bán UST phí 0 đồng để xác nhận bán này. Thành công. Lúc này ấy, bên người mua sẽ có 30 phút để chuyển số tiền là 249.999.803 đồng về thông tin tài khoản ngân hàng này của Giang nha. Đó, đây thì sẽ có số tài khoản mà Giang sẽ nhận tiền này, rồi tên ngân hàng này, cũng như là tên chủ tài khoản ha. Bây giờ thì Giang sẽ truy cập vào app ngân hàng của Giang ấy, xem số tiền là 250 triệu này đã được cộng vào tài khoản ngân hàng của Giang hay chưa nha. Và bill hóa đơn Giang nhận được tiền ấy, Giang sẽ để trên màn hình để em có thể là quan sát thấy ha. Và đây anh em cũng nhớ lưu ý cho Giang nhá, là anh em phải chắc chắn 100% nhận đủ số tiền là 249.999.803 đồng này thì em mới nhấn vào nút đã nhận giao crypto nha. Ở đây thì Giang đã nhận đủ rồi nên Giang sẽ nhấn vào đã nhận giao crypto này. Ok, tôi đã nhận này. Kế tiếp thì Giang sẽ nhập mã xác minh bảo mật ha. Ok rồi, như vậy là đơn hàng của Giang đã hoàn tất này. Như vậy là Giang đã bán thành công là 9.644 U và Giang đã nhận đủ là 250 triệu rồi nha. Thì đó là cách chúng ta rút tiền từ xác minh X về tài khoản ngân hàng. Như vậy là trong video này thì Giang đã rút tiền, rút khoảng 10.000 đô, tương đương với là 250 triệu Việt Nam đồng về tài khoản ngân hàng của Giang. Thì nếu như em có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc hay vấn đề nào ấy, nhớ để lại comment bình luận hoặc là nhắn tin trực tiếp cho Giang để Giang có thể là hỗ trợ nhanh nhất và sớm nhất cho anh em. Cuối cùng nhớ like, thích, share, chia sẻ video này. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh YouTube để Giang ra nhiều video hơn nữa nha. Còn bây giờ, hẹn lại anh em trong video chia sẻ tiếp theo của Giang.